Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mr. Zero, mình là Mỹ Uyên. Khi các cầu thủ nổi nóng mất kiểm soát trên sân. Năm 2016, hình ảnh của Messi đã bị xấu đi rất nhiều khi anh có tình huống cố tình đá bóng vào các cổ động viên Real Madrid. Sau tình huống này, các cổ động viên Real Madrid đã phản ứng dữ dội, thậm chí họ còn ném chai lọ về phía siêu sao người Argentina. Ngoài ra, Lionel Messi còn gặp rắc rối khi bị cáo buộc đá gãy tay một cổ động viên nữ trên khán đài. Cụ thể, trong một tình huống tấn công phút 15, siêu sao người Argentina quyết định dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm. Cú đá rất căng này không đi vào khung thành mà bay thẳng lên khán đài phía sau cầu môn. Không may, bóng đã trúng một người cổ động viên nữ của đội chủ nhà. Cùng tổng hợp lại những tình huống khi các cầu thủ nổi nóng mất kiểm soát trên sân nhé. Nếu thấy video hay, hãy để lại cho chúng tôi một like, share và subscribe. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Bóng đá, ngoài những bàn thắng, những pha kiến tạo, những màn trình diễn kỹ thuật cá nhân thượng thừa thì không thể tránh khỏi những va chạm giữa các cầu thủ. Bởi khi ra sân, ai cũng muốn thể hiện, cũng muốn thi đấu hết mình để đem về chiến thắng cho đội nhà. Tuy nhiên, có những pha va chạm, những tình huống mất kiểm soát quá mức của các ngôi sao khiến cho họ phải nhận thẻ phạt, bị truất quyền thi đấu và xấu đi hình ảnh của mình trong mắt người hâm mộ. Và bây giờ, hãy cùng điểm qua một số tình huống như thế. Moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean. It's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Trong cuộc đụng độ giữa Liverpool và MU hồi tháng 3 năm 2015, khi Lữ Đoàn Đỏ đang bị đối thủ dẫn 0-1, thì Gerrard được tung vào sân với hy vọng sẽ giúp đội nhà thi đấu khởi sắc hơn. Thế nhưng chỉ 38 giây có mặt trên sân, chàng thủ quân cần mẫn khiến tất thảy thất vọng khi nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống phạm lỗi với Ander Herrera. Xuất phát từ một tình huống vào bóng không quá quyết liệt của Herrera, Steven Gerrard đã đạp thẳng gầm giày vào bắp chân của cầu thủ người Tây Ban Nha. Tình huống tiểu xảo của Gerrard đã không thể qua được mắt của trọng tài Martin Atkinson và ông đã không ngần ngại rút ra một chiếc thẻ đỏ trong sự sững sờ của những người có mặt trên sân Anfield. Với phong cách thi đấu kỹ thuật hào hoa và đầy sáng tạo, nhưng bên cạnh đó, Totti còn nổi tiếng là người nóng nảy, không giữ được bình tĩnh. Điển hình là màn phun mưa vào Bonsen ở Euro 2004. Ngoài ra, hồi năm 2010, thủ quân lừng danh này cũng khiến tất cả phải bàng hoàng với pha vào bóng thô bạo nhằm vào bắp đùi Balotelli ở phút 88 trận AS Roma gặp Inter. Có lẽ như hoàng tử thành Rome khá nóng mắt với đường đi bóng có phần vẻ vời của cậu nhóc hậu bối đang chờ ngày lên tuyển Italia khi ấy, nên anh đã không ngần ngại dạy dỗ đàn em. Và dĩ nhiên, thẻ đỏ là điều không thể tránh khỏi cho Totti. Đầu năm 1995, tiền đạo huyền thoại người Pháp Eric Cantona của Manchester United gây chấn động cả thế giới bóng đá với cú cung phu song phi vào người một cổ động viên Crystal Palace trên đường rời sân sau khi lĩnh thẻ đỏ trực tiếp. Nguyên nhân bởi vì cổ động viên quá khích này đã xúc phạm Cantona, một cầu thủ tài năng nhưng kiêu ngạo và có tiếng nóng tính ở bóng đá Anh vào thời điểm đó. Và kết quả là tiền đạo người Pháp tung cú song phi và những cú đấm liên tiếp vào người cổ động viên này. Về sau, Cantona thừa nhận đó chính là khoảnh khắc yêu thích bậc nhất trong sự nghiệp bóng đá của mình. Mm.
that I can lose. Each painful but delightful to live through. Ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League mùa giải 2019-2020, dù có lợi thế sân nhà nhưng sự thua thiệt về mặt kinh nghiệm cũng như bản lĩnh đã khiến Chelsea phải chấp nhận phơi áo với tỷ số 0-3 trước Bayern Munich. Sự bế tắc và non nớt của The Blues đã được thể hiện rõ ở tình huống mà Marcus Alonso nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha đánh nguội rất không đáng có với Lewandowski. Phút 83, để ngăn Lewandowski, Alonso đã cố tình vung tay đập vào mặt tiền đạo Bayern. Tác động không phải quá mạnh, nhưng đó là một tình huống chơi xấu có chủ đích rõ ràng. Trọng tài Clement Turpin ban đầu chỉ rút thẻ vàng, nhưng với sự trợ giúp của VAR cũng như tự xem lại băng hình, ông đã quyết định đổi màu thẻ phạt. Kevin De Bruyne, tiền vệ người Bỉ để lại hình ảnh xấu xí bằng việc cư xử không đúng mực với các đàn anh trong lúc đi vào đường hầm giữa trận. Cụ thể, sau khi tiếng còi kết thúc giữa hai hiệp vang lên, De Bruyne với thái độ đầy hung hãn tiến về phía tổ trọng tài để tranh luận về tình huống anh bị nhận thẻ vàng trong hiệp 1. Ý thức được mọi chuyện có thể diễn biến nghiêm trọng, David Silva lao đến ngăn cản De Bruyne. Tuy nhiên, tiền vệ sinh năm 1991 không dừng lại, thậm chí còn trợn trừng mắt bật lại đàn anh người Tây Ban Nha. Trước thái độ hung hăng của De Bruyne, Fernandinho cũng lao vào can ngăn, nhưng cầu thủ người Bỉ cũng nổi nóng luôn với ngôi sao người Brazil. Douglas Costa từng có hành vi phi thể thao trong một trận đấu Juventus gặp Sassuolo. Douglas Costa đã có lời qua tiếng lại với đối phương. Không hiểu vì lý do gì, ngôi sao người Brazil đã phun nước bọt vào mặt đối thủ. Ban đầu trọng tài đã phạt anh thẻ vàng, nhưng sau đó khi các cầu thủ Sassuolo khiếu nại, trọng tài đã sử dụng công nghệ VAR. Cuối cùng ông đã rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi cầu thủ người Brazil. We are the ones about to lose control.
Trong một lần Real đối đầu với Barca tại Copa del Rey, Pepe đã phải hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội vì những pha bóng thô bạo, đặc biệt là tình huống cố tình huyết gối vào mặt và dẫm thẳng giày lên tay Messi. Tuy nhiên, trong một cuộc trả lời phỏng vấn sau đó, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã biện minh rằng anh không hề cố tình làm đau đối thủ của mình. Trong tình huống này, khi Valencia đang dẫn bóng bên cánh phải theo hướng tấn công của Ecuador, thì Sterling đã chạy ra soạt bóng. Sau khi bị phạm lỗi, ngôi sao chơi cho Man United khi ấy đã chạy tới tóm cổ Sterling và buông những lời lẽ không hay khi cho rằng đối phương đã cố tình chơi bóng triệt hạ. Trước hành động của Valencia, một số cầu thủ tuyển Anh tỏ ra rất tức giận và lao tới đòi ăn thua với đội trưởng của Ecuador. Hình ảnh lộn xộn bắt đầu xảy ra. Rất may là trọng tài chính đã có mặt điều khiển những cái đầu nóng trước khi sự việc đi quá tầm kiểm soát. Sau đó, cả Sterling và Valencia đều phải nhận thẻ đỏ. Vừa rồi là những tình huống mất kiểm soát của các cầu thủ trên sân cỏ, một nút lặng trong những bữa tiệc bóng đá mãn nhãn. Nếu thấy video hay, đừng quên để lại một like và share. Cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.